chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 10 tháng 12 2015 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau. Chất vấn trả lời chất vấn nhà bế mạc kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa 8. Huyện ủy Vĩnh Hưng hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4. Bí thư Huyện ủy Cần Đước tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân thị trấn Cần Đước. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2015, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8 bước sang ngày làm việc thứ 3. Trong buổi sáng trước khi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn một số sở ngành tỉnh liên quan, đại biểu tập trung tại hội trường nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu trước và sau kỳ họp thứ 13, trước kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 8. Mở đầu phiên chất vấn, ông Nguyễn Hữu Tuấn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Cần Giuộc cho biết, hiện nay nhân dân vùng hạ của hai huyện Cần Đước, Cần Giuộc rất khó khăn trong cuộc sống do thiếu nước sạch, nước hợp vệ sinh. Đến năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thỏa thuận địa điểm đầu tư cho hai đơn vị là Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm và Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư cấp nước của hai đơn vị này rất chậm so với cam kết. Ông đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An làm rõ nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục tình trạng này. Ông Lê Công Đỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An giải trình. Đối với cái dự án cấp nước mà 4 huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Trụ thì cái dự án này thì trước mắt thì thực hiện hai cái tiểu dự án. Một là cung cấp cho hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc và được Ủy ban dân tỉnh thỏa thuận chủ trương vào tháng 12 năm 2014. Thứ hai là tiểu dự án là 4 xã của huyện Cần Đước gồm có Tân Lân, Phước Đông, Long Hữu Tây vào tháng 2 năm 2015. Thì về tiến độ triển khai thì đối với các cái dự án cấp nước của 4 xã huyện Cần Đước á, thì công ty cam kết hoàn thành vào quý 1 năm 2016. Và lần gần đây nhất á, thì công ty cũng cam kết là phải hoàn thành cung cấp trong cuối quý 1 2016. Đối với dự án cấp nước mà hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc thì công ty cam kết là vào lần đầu và vào quý 4 năm 2016. Và lần gần đây nhất thì công ty cam kết là vào quý 1 2017. Về cái nguyên nhân chậm tiến độ thì đối với cái dự án cấp nước 4 xã của Cần Đước á, thì do công ty thỏa thuận nhận cái chuyển nhượng và chuyển cái mục đích sử dụng đất thì mất thời gian. Thì tới từ tháng 2 2015 đến nay thì vẫn đang tiếp tục thực hiện. Và hiện tại các ngành cũng đang hỗ trợ công ty để chuyển cái tên và chuyển mục đích sử dụng đất. Và nếu trong cái thời gian cam kết và tiến độ triển khai dự án không có chuyển biến và nhà đầu tư không có thực hiện đúng theo cam kết thì Sở Kế hoạch Đầu tư chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban nhân tỉnh thu hồi dự án, chấm dứt hoạt động dự án. Sau khi thu hồi dự án thì tỉnh sẽ tiếp tục là kêu gọi các nhà đầu tư khác. Đồng thời riêng đối với các xã của vùng hạ của Cần Đước, Cần Giuộc đó, thì chúng tôi sẽ tham mưu tỉnh sẽ bố trí ngân sách tỉnh đầu tư và tiếp tục kêu gọi cái xã hội hóa, hoặc là cùng nhà đầu tư và chúng ta sẽ kêu gọi hình thức đầu tư là nhà nước và nhân dân cùng làm đó, và thực hiện cái nhà nước và đối tác công tư PPP theo cái hình thức thích hợp. Liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp, ông Công Hoàng Bạch, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Bến Lức cho rằng đây là vấn đề bức xúc của nhiều cử tri hiện nay, bởi tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không an toàn, chất kháng sinh trong thủy sản không đúng quy định còn diễn ra phức tạp. Ông Lê Văn Hoàng, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An giải trình. Trước thực trạng và nguyên nhân của vấn đề an toàn thực phẩm, ngành đã và đang tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm như sau. Thứ nhất là tăng cường tuyên truyền thông tin truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tuyên truyền về tác hại nguy hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng rau quả không đúng quy định, chất cấm trong chăn nuôi, hóa chất kháng sinh cấm trong sản xuất kinh doanh thủy sản, tác hại của việc sử dụng rau quả thịt thủy sản không an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Cụ thể, Chi cục Thú y tăng cường kiểm tra tại các cơ sở giết mổ về đây là nơi cuối cùng và hiệu quả nhất để quản lý không cho sản phẩm có nhiễm chất cấm ra tiêu thụ, trang bị công cụ test nhanh cho cán bộ thú y tại các lò mổ, khi phát hiện giữ lại chờ kết quả thẩm định định lượng sẽ có hướng xử lý kịp thời cụ thể theo quy định của pháp luật. Chi cục quản lý chất lượng nông sản và lâm sản thủy sản tăng cường kiểm tra chất cấm đối với sản phẩm thịt tươi sống tại chợ. Chi cục
bảo vệ thực vật, tăng cường kiểm tra việc sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tập trung tại các vùng trọng điểm, vùng sản xuất thanh long, chanh, vùng rau thực phẩm và vùng sản xuất lúa đồng tháp 10. Về việc xóa tình trạng điện kế tổ trên địa bàn tỉnh, ông Đặng Văn Lớp, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, đến nay toàn tỉnh số hộ sử dụng điện là gần 400.000 hộ, số điện kế đã tách là trên 129.000 điện kế và hiện còn hơn 50.000 điện kế tổ. Dự kiến năm 2016, trên địa bàn tỉnh xóa khoảng 10.000 điện kế tổ. Ngoài ra, vấn đề hiệu quả đầu tư các công trình phục vụ du lịch, chất lượng công trình cầu dây tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng và huyện Mộc Hóa cũng được đại diện các ngành giải trình làm rõ. Tại phiên chất vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đỗ Hữu Lâm cũng đã trả lời chất vấn của các đại biểu về các nội dung đầu tư xây dựng các bệnh viện tuyến tỉnh, các trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ cho vận động viên năng khiếu đội tuyển của tỉnh. Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện 11 cuộc chất vấn và trả lời. Qua những nội dung quan trọng được tổng hợp thực hiện trực tiếp tại hội trường kỳ họp, cũng đã công bố những cuộc chất vấn và trả lời qua văn bản, các những nội dung liên quan đến tiến độ khai thác các dự án công nghiệp, thương mại dịch vụ, các dự án tái định cư, vấn đề ô nhiễm môi trường tại cầu Ngang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa và tình hình khó khăn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và được bế mạc vào chiều nay 10 tháng 12, 2015. Tại kỳ họp thứ 15, kỳ họp lễ cuối năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 đã đánh giá sâu sắc toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã phát huy vai trò của mình, dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc đi vào trọng tâm, đưa ra được những giải pháp phù hợp với thực tế, góp phần giúp Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành những nghị quyết đúng với chính sách pháp luật. Phiên chất vấn trả lời chất vấn được các đại biểu đi vào các vấn đề trọng tâm, như tiến độ đầu tư cấp nước sạch cho nhân dân các huyện Dùng Hạ, an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp, việc xóa tình trạng điện kế tổ trên địa bàn tỉnh. Dưới sự xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, bám sát thực tiễn, phù hợp quy định của pháp luật, kỳ họp 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 đã thông qua 22 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2016 và các cơ chế, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Tại phiên bế mạc, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với hai chức danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Nguyên và bà Trần Thị Nhanh, và một ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016, ông Trịnh Việt Hồng. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành bầu cử bổ sung hai chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Được sự tín nhiệm của đại biểu, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Cũng tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy ông Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 thay cho ông Đặng Văn Sướng, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về hưu. Để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, phát biểu tại phiên bế mạc, ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 yêu cầu ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10 của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua ngày 9 tháng 12, huyện ủy Vĩnh Hưng triệu tập hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ tư. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị trong năm 2015, nhìn chung các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện đều hoàn thành và vượt so với nghị quyết. Cụ thể như trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất của các ngành trong huyện là gần 4.000 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 8,53% so với năm 2014. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, chất lượng giáo dục được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. An ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội, tai nạn giao thông nhiều lúc nhiều nơi còn xảy ra nhưng cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung đẩy mạnh.
Hội nghị cũng thông qua nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2016, trong đó cần tập trung triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nội dung lớn và cơ bản của nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ huyện, nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, đảm bảo kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo các nhiệm vụ về văn hóa xã hội, an sinh xã hội, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, nội chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Bí thư Huyện ủy huyện Cần Đước, ông Nguyễn Việt Cường đã có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân thị trấn Cần Đước vào ngày 9 tháng 12 2015, trọng tâm về xây dựng và phát triển đô thị loại 4 thị trấn Cần Đước. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Cần Đước thông tin đến người dân thị trấn về quá trình thực hiện và kết quả Bộ Xây dựng công nhận thị trấn Cần Đước đạt đô thị loại 4 vào tháng 4 2015. Trong đó nhấn mạnh sự phát triển của thị trấn trong thời gian qua, bên cạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, quy hoạch xây dựng khu đô thị mới, khu cải tạo, chỉnh trang đô thị, còn có sự chung tay góp sức đồng lòng của người dân góp phần làm cho diện mạo thị trấn ngày càng khang trang. Điều đáng ghi nhận là không khí của buổi đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng, đồng chí Bí thư Huyện ủy lắng nghe, tiếp thu những vấn đề còn tồn tại chưa thỏa đáng. Người dân càng thêm tin tưởng để bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình, đặc biệt là những vướng mắc thực tế ở địa phương. Không những nhận được những ý kiến tại buổi tiếp xúc đối thoại mà trước đó, Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp Ủy ban Nhân dân thị trấn tổ chức lấy ý kiến của nhân dân ở 11 khu phố và nhận được 45 ý kiến đóng góp vào nội dung xây dựng và phát triển đô thị loại 4 thị trấn Cần Đước. Hôm qua 9 tháng 12 năm 2015, huyện Châu Thành sơ kết công tác hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân huyện 2012-2017. Hội Nông dân huyện Châu Thành hiện có trên 11.000 hội viên. Nửa nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức được 74 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trong huyện như kỹ thuật trồng thanh long, kỹ thuật nuôi bò, nuôi gà, nuôi tôm. Hội Nông dân huyện kết hợp với các xã thành lập được 5 hợp tác xã thanh long, củng cố 80 tổ kinh tế hợp tác, trong đó chủ yếu là hợp tác trồng thanh long việt gáp, nuôi tôm, tổ nuôi heo theo quy trình lắp ráp. Các mô hình hoạt động phong phú, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia, làm ăn có hiệu quả, nhiều hộ hội viên thoát nghèo, vươn lên khá và giàu. Hiện toàn huyện có hơn 5.600 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 11 nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương, 514 nông dân giỏi cấp tỉnh. Đến cuối năm 2015, toàn huyện thành lập được 240 tổ tương trợ, tổ góp vốn với gần 2.000 tổ viên, góp vốn trên 7,6 tỷ đồng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nông dân làm nòng cốt tham gia nhiều phong trào tại địa phương như khiến đất, đóng góp gần 28 tỷ đồng, xây dựng 71 công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cầu Bắc Qua Kinh, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gần 8 tỷ đồng là tổng số tiền các nhà hảo tâm đóng góp cho hoạt động khuyến học khuyến tài của huyện Đức Hòa trong năm 2015. Trong đó tiền mặt trên 4,4 tỷ đồng, nguồn vật chất như tập vở, xe đạp, quần áo, bánh trung thu quy ra tiền gần 2,8 tỷ đồng. Số còn lại là đầu tư về trang thiết bị dạy và học. Những con số này được ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội Khuyến học huyện Đức Hòa, được tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 12 2015. Với nguồn quỹ đóng góp trên, trong năm 2015, Hội Khuyến học huyện Đức Hòa và xã thị trấn đã tổ chức trao 2.944 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện, với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội đã tặng 9.278 phần quà cho các em thiếu nhi, học sinh khó khăn nhân các dịp lễ Tết, đầu năm học mới và khen thưởng học sinh giỏi với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Với những phần quà và học bổng được trao kịp thời đã phát huy ý nghĩa, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi khó khăn, hội đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 với nhiều mục tiêu trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng gia đình, cộng đồng, đơn vị, dòng họ học tập, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trong trường học, tăng cường phát huy nội lực vận động quỹ hội có số dư tích lũy ngày càng lớn để chăm lo cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài của huyện. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện đã trao giấy khen cho 14 tập thể, 19 cá nhân và Hội Khuyến học cũng trao giấy khen cho 15 tập thể, 33 cá nhân thực hiện tốt công tác trong năm 2015. Thưa quý vị, chương trình thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập cùng các phát thanh viên Phương Thanh và Tố Trinh thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.